Thưa quý vị, giai đoạn 2015-2020, du lịch thành phố Đà Nẵng đã có bước tăng tốc ngoạn mục, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vị trí thương hiệu du lịch xứng tầm khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Giai đoạn 2015-2020, nhiều chủ trương và chính sách lớn về du lịch được ban hành. Nhờ đó, du lịch Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng bình quân về khách du lịch giai đoạn 2016-2019 đạt 16,73%, tăng 3,67% so với chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, công tác xúc tiến quảng bá điểm đến được chú trọng, qua đó mở rộng thị trường khai thác khách. Ngoài nội địa ra cũng có các đường bay quốc tế, mà đặc biệt là các cái đường bay của cảng hàng không lớn có tiếng trên thế giới đã bắt đầu hoạt động tại thành phố Đà Nẵng. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn cho thành phố Đà Nẵng phát triển được cái ngành du lịch mà được thêm là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bên cạnh đó, với việc tổ chức thành công hàng loạt sự kiện quy mô lớn và chuyên nghiệp như tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á, Lễ hội Pháo hoa quốc tế, cuộc thi Marathon quốc tế, hội chợ du lịch quốc tế, v.v., Đà Nẵng đã liên tiếp giành nhiều giải thưởng danh hiệu quốc tế về điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, du lịch Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh tranh của các địa phương khác, sự thiếu bền vững về cơ cấu thị trường, ảnh hưởng của dịch bệnh, v.v. Trong đó, dự báo tác động của dịch COVID-19 trên thế giới sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến việc khôi phục hoạt động du lịch của địa phương. Để chuẩn bị hoạt động du lịch trong cái trạng thái bình thường mới hiện nay, thì ngành du lịch sẽ tập trung vào ba cái giải pháp trọng tâm. Đó là trước tiên chúng tôi sẽ tổ chức triển khai cái việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các cái cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch. Tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ đồng thời triển khai các cái chương trình truyền thông về điểm đến Đà Nẵng cho phù hợp với từng giai đoạn. Đương nhiên là thách thức và khó khăn là cơ bản, vì chúng ta đã đi qua cái mùa cao điểm, chúng ta lại là địa phương ghi nhận là có ca lây nhiễm cộng đồng những thời gian vừa qua, tạo ra một cái tâm lý dè dặt của du khách. Chính vì vậy thì cái đợt phục hồi lần này thì chúng tôi đưa ra thông điệp là du lịch an toàn, du lịch gia tăng trải nghiệm của du khách, du lịch chất lượng cao, du lịch hướng đến các sản phẩm mới, rồi du lịch hội nghị hội thảo. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa 12 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đó, làm thế nào để phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, bền vững và mang đặc trưng bản sắc riêng là yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.